á. Sao tháng trước anh có tập nhưng mà nó dồn là một muối thôi. Anh có nhậu nhẹt gì không? Hả? Nhiều không? Dạ không ạ. Không nhậu nhiều sao về nhậu với em? Mời bạn nam. Đây, xin chào. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn cùng chơi. Mình tên là Trần Kế Toàn. Năm nay mình 32 tuổi thì mình hiện là làm quản lý nhà hàng. Bạn quê ở đâu Toàn? Dạ, em ở Sài Gòn luôn chị. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị, em chào anh Quyền Linh, em chào mọi người. Em chào anh bên kia, em tên Lê Thị Kiều Dân. Em 26 tuổi, quê em ở Bình Định. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên kế toán chị. Mình giới thiệu luôn một chút về bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ điểm mạnh của em á là em là người hơi cá tính. Nói chung là em thích cười, em hay cười và dễ tạo tiếng cười. Đi đâu với em mà em trúng ổ rồi chị, là em cho cười thoải mái, bồ lăng bồ lết luôn chị. Bữa nay chị cũng hy vọng em sẽ trúng được cái ổ nha. Dạ nói chung em là người ưa sạch sẽ gọn gàng chị. Ai mà về mà em thấy bề bộn á là em cứ càm ràm cho đến khi nào mà dọn cho em là thôi. Dơ dơ hôi hôi là không được phải không? Dạ. Gì nữa không em? Điểm yếu của em á là em hay nóng tính. Em nóng tính á thì em không thể kiểm soát được cái lời nói của mình á. Có khi em sẽ nói làm cho người đối diện á nó phật ý, nhưng mà khi mà xong em lạnh lại á là em sẽ suy nghĩ lại, nếu mà em sai á thì em xin lỗi, mà nếu mà em đúng á em bắt xin lỗi lại em. Thôi. mình chưa biết đúng sai rồi mình làm cái hồi mình phát hiện thì mình sai mình có thấy quê không? Dạ không chị, trai mặt rồi chị, tới xin lỗi luôn. À. Nghe giới thiệu bên kia cô gái cá tính ha. Rồi, mời bạn giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh em là em luôn cảm thấy bản thân em hài hước, làm người ta vui. Đặc biệt là em rất là nhây. Nhây là sao em? Dạ, giống như có một câu chuyện, ví dụ như anh hỏi anh làm vậy hả? Anh làm vậy hả? Em hỏi hoài luôn. Thế nên là đến khi anh cười thôi, còn anh không cười thì em cũng nói nữa. Khuyết điểm của em thì em tắm lâu lắm. Lâu là khoảng lâu? Dạ, có khi hơn nửa tiếng. Ủa em làm gì vậy chồng? Dạ em tắm à. Nhiều khi mình tắm kỹ á chị Cát Tường. Kỹ là sao? Thí dụ em làm gì? Thí dụ người ta ào xong xà bông lên. Chị phải chi tiết vô luôn hả chị Cát Tường? Hả? Tức nghĩa là em gỡ đầu quá chị. Ấy đại loại vậy. À chắc bà đứng cái bấm lại gãi từng ngón vậy quá gọi đầu á. Phải không em? Dạ không à. Hay là hát múa gì vậy chồng? Tắm từng ngón chân ngón tay này kia nữa đúng không? Lâu rồi. Trời đất. Không sao, tắm lâu cũng sao, hao nước chút thôi. Nói chung hai bạn này là cũng hoành tráng lắm á. Bạn hy vọng hai bạn này dân, tức là toàn dân. Hai bạn này gặp nhau cười đâu, hai bạn thử nói chuyện qua lại nhau coi ai chọc trúng ổ ai trước, coi ai cười. Em trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình anh. Anh thì được hơn em, mà không ấy là anh được 3 mối tình rồi. Nhiều á. Dạ. Hơi nhiều quá hen. Em thích nhất gì về đàn ông? Em thích men á anh. 6 múi á. Ủa anh có 6 múi không anh? Anh có tập tạ thôi, 6 tháng trước anh có tập nhưng mà nó dồn lại một múi thôi. Vậy hả? Em được đó. Thôi vậy cũng được, anh xài đỡ cũng được. Rồi ngoài chuyện 6 múi em thích nhất gì về đàn ông? Em thích đàn ông ga lăng. Được không? Ga lăng. Dạ được dư rồi chị. Em không thích đàn ông gia trưởng với lại bảo thủ. Em không có à? À được. Có không? Anh có không? Dạ không ạ. Được. Nhậu nhẹt gì không em? Anh có nhậu nhẹt gì không? Dạ có. Hả? Nhiều không? Dạ không ạ. Không hả? Sao dạ luôn rồi cưng? Dạ em run quá chị Cát Tường à. Không nhậu nhiều sao về nhậu với em? Trời chất quá anh ơi. Gặp đối thủ à. Em thua cái vụ đó bên bạn gái đó. Thua rồi hả Toàn? Thua bó tay rồi. Trời. Ủa anh thích con gái như thế nào? Anh thích con gái có cái chất. Chất đó hả? Ờ đúng chất rồi. Chất là sao? Nó ngông ngông á em. Khùng khùng điên điên á hả? Gần giống vậy. Ôi trời ơi. Được không? Dạ được, em có chút chút vậy, không có khùng quá đâu. Ủa anh có thích là con gái nhõng nhẽo không? Không em, không. Ủa, anh không vậy? Thích con gái nhõng nhẽo, anh không. Tức là tính anh nhây nhưng mà anh rất ghét gái nhây. Chứ ví dụ mà em nhây vui á, còn mà em về em nhây. Anh biết đầu lắm, anh chịu không nổi. Lỡ đâu em vậy rồi sao? Hơi chịu luôn chứ sao vậy? Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào về bạn đời của em không? Em ngoại hình sống được à? Đừng có tròn quá là được à? Còn mấy người ta nó múp ma múp miếp dễ thương mà. Múp thôi nhưng mà đừng múp quá được. Bạn đó chỉ cần là ngoan thôi. Nhưng mà đừng hiền quá. Phải giữ dữ một tí. Cách tính một tí là tốt rồi. Ngoan là sao? Kiểu như là
tam tầm tứ đức á chị. Vậy là quá ngoan rồi đó. Cỡ đó. Rồi giờ bạn gái thích mẫu người lý tưởng sao nè? Em thích chững chạc, trưởng thành xíu, kìm được cái tính lầy nhây của em là được rồi. Lầy là lầy sao nữa? Dạ, nói chung là em bắt chấp á chị. Em hay làm liều á. Làm liều sao? Ví dụ như là bảo hôn mà ảnh không hôn, em hôn ảnh. Ví dụ hẹn hò đi, rồi cái em đứng em đợi ảnh hoài, sau trước cửa đầu hẻm không thấy ảnh ra, cái em đi vô nhà ảnh em coi ảnh có bị gì không, mà sau lâu tới chỗ hẹn quá vậy. Dạ. Cái em vô nhà ảnh cái thấy ảnh đang còn tắm trong bồn tắm, đứng đợi hoài 15-20 phút ảnh cũng chưa ra. Dạ. Thì giờ với mức độ lầy của em là em làm gì? Em phá cửa em vô chị. Vô luôn. Được. Được không? Khá được tính chị. Mạnh mẽ. Được đường đấy. Nào đường nào không thấy thì chị thấy trước cũng được sao đâu. Ồ dữ nha. Tôi sợ cô rồi đó. Ngoại hình có thích ngoại hình như thế nào không? Qua coi nè. Dạ em thích người cao hơn em khoảng 1m65 trở lên. Bề ngoài thì gọn gàng tươm tất là được, tại vì em cũng ưa sạch sẽ. Rồi, nhìn, hiểu rồi. Nhìn dơ dơ là em cho out luôn á. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi chị. Nhiều đó thôi ha. Dạ. Thấy không? Thấy ok không? Râu ria xồm xoàm. Nhưng mà không biết có dơ không. Đó, nhìn coi coi. Tắm nửa tiếng. Sợ lắm chị. Yên chí chị. Cũng ngồi nhổ râu hay đếm râu gì đây. Cao nhiêu? Dạ trên 1m7. Sao mình cũng tròn, mình không thích người ta tròn. Hơi hơi thôi chị, em thích hơi hơi lắm á. Rồi bây giờ định giờ chừng nào lấy vợ? 6 tháng nằm ai ấy luôn là được nè. Ai ấy là gì? À, cái tìm hiểu á, trong xong rồi chị đứng vô tìm hiểu xong rồi để mình lấy luôn người cũng được. Rồi sống thử được không? Có cần sống thử không? À, sao không được chị? Đàn ông mà thử rồi không lấy. Có chứ chị, em có trách nhiệm, chị nhìn em là man mà. Man liên quan gì cái trách nhiệm? À, tức là đàn ông man là người ta phải có trách nhiệm gia đình. Chị đẹp thiệt luôn á, chị đẹp thôi. Chị biết mà. Em không có nhây bằng chị đâu, em đừng có giỡn. Bỏ nhây nha. Làm khó quá đúng không? Yên tâm, có anh liên quan coi bên đàn gái thế nào coi nhây. Em chào anh gái. Dạ. Ôi ơi, dễ thương quá. Ai cũng nói vậy hết trơn. Ai cũng nói vậy hả? Không, anh nói chơi mà. Không, nói chứ dễ thương. Không, anh nghĩ đây là một người cá tính đấy. Nói vậy chứ không phải vậy đâu nha em. Những người nào ta nói ra thấy dễ nhưng không phải dễ đâu. Làm thử đi anh. Cái này khó à. Em ghét gì nhất ở người đàn ông khi mà về sống chung? Em ghét tính đi bo, bụng xỉn á, hay em ra lệnh cho người khác. Em trai em kia có tính đàn bà không? Dạ không à. Không. Kỳ bo có không? Ờ cái đó chắc chắn không à. Hay đổ lỗi cho người khác, chỉ đạo người khác có không? Dạ không luôn à. Vậy với quản lý nhà hàng không chỉ đạo em làm gì? Em chỉ bảo bạn nhân viên làm thôi. Em không ra lệnh, em không ra lệnh à. Được. Anh này cũng dễ thương, nói chung là anh cũng hài hước lắm. Em cũng là một con người cá tính mà cũng vui. Dạ. Anh nghĩ rằng hai người cũng hợp đấy. Nếu như mà đồng ý thì em ảnh đồng ý hẹn hò, em đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì em có thể cho anh bước tới? Nếu được thì làm liền quá. Trời dễ thương quá. Anh chịu rồi đó. Làm luôn nha. Em có đi chung người thân không? Dạ, hôm nay em đi với em gái, mấy chị đồng nghiệp với lại trợ lý của em. Thôi, có trợ lý nữa hả? Dạ có. Làm gì có trợ lý ghê vậy? Dạ tại vì từ buổi casting tới bây giờ là chị lúc nào cũng đi theo em á chị. Em gái trước đi. Em ruột á hả cưng? Em ruột đi. Dạ em thấy thì anh cũng được, chắc cũng hợp với chị của em. Có gì không ổn không em? Thấy mặt em vẻ nhăn nhăn vậy, em không ổn chỗ nào em nói đại đi. Chị em thì thích đàn ông hơi trưởng thành mà. Em thấy anh thì nói hơi nhiều. Vậy là chưa trưởng thành đó, ý ta nói vậy đó Toàn. Dạ. Thực sự là đến cái chương trình này thì việc mà chia sẻ với nhau quan trọng là cái điểm vui trước. Còn sự trưởng thành của người đàn ông không đánh giá với nhau là từ 1 hoặc 2 phút. Nên anh nghĩ là như vậy. Anh nghĩ anh đến tuổi anh đủ trưởng thành để anh xây dựng một cái gia đình. Rồi, tới cô trợ lý coi sao. Trợ lý đi theo bữa giờ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả tại trường quay. Thì Dân ơi, chị thấy anh bên này rất là hài hước, lanh nữa và rất là hiện đại. Chị thì lại thấy là rất là hợp với em. Nói về Dân á, thì em nói thiệt là Dân á, là một cây cười của công ty. Cho nên là nhiều khi đang làm trong một cái môi trường rất là căng thẳng và bế tắc vậy đó, thì chỉ cần Dân nói một câu thôi thì cái không khí căng thẳng nó không còn, nhưng mà công việc thì vẫn bế tắc. Sao bạn Toàn, lực lượng của mình đâu? Dạ hôm nay em đi với lại đồng nghiệp của em à. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào, chào khán giả trường quay ạ. Anh Toàn là sếp của em.
À, cũng như anh Toàn nói, anh Toàn là một người hòa đồng, vui vẻ, ảnh trưởng thành. Bình xếp ha. Chị theo ảnh thì em nghĩ là ảnh không làm chị buồn đâu. Anh có cái tật xấu gì nãy giờ anh chưa khai nữa không? Sếp em thiệt nha, không có định xếp. Nói đại đi, ông không có làm gì em đâu lo. Dạ không, biên bản á chị ơi. Biên bản hả? Dạ. Ghê vậy. Dạ không, em giỡn á chứ. Ảnh tốt bụng với lại rất hào phóng. Rồi, cảm ơn em. Cũng được, cảm ơn các bạn. Thôi, cho cặp hài hước này gặp nhau đi. Tính ha. Cảm ơn lên. Đấy. Thời gian, không gian này là của em. Mời hai em. Gì vậy? Sao vậy? Không, em Em cảm nhận về anh như thế nào đúng không? Không, đâu có đâu. Sao? Em thấy anh sao? Dạ, anh thì nhìn cũng ngon. Nói chung là em nhìn anh là chuẩn men đó. Không sáu múi cũng được. Em nghĩ sao về kết hôn sớm nó sẽ có vấn đề gì không? Khi mà mới quen nhau 1-2 tháng mà mình muốn ấy kết hôn á, kiểu vậy. Thì ấy là sao? Cái kiểu như mình hẹn hò xong rồi mình kết hôn á. Dạ, tại vì em thấy có nhiều cặp đôi á, họ yêu nhau tới 5-6-7 năm nhưng mà họ đâu có đến với nhau được đâu. Còn nhiều cặp thì họ yêu nhau khoảng mấy tháng nhưng mà họ hiểu nhau, họ thấy hợp tính nhau thì họ kết hôn thôi. Em chết lắm rồi, chết giống mình. Thì anh có nói nhiều không? Thỉnh thoảng thôi. Thỉnh đâu nãy giờ thấy luôn chứ thỉnh thoảng. Nói mà chót luôn. Chị thấy gì chứ em mong manh lắm chị. Bới nhiễu đi cưng. Với lại em không nói nhiều. Tức là có một cái vấn đề anh sẽ không nói nhiều nhưng mà anh hay lặp lại thôi. Là có nghĩa là càm ràm á hả? Không phải là càm ràm. Tức là một cái vấn đề thí dụ như em dễ thương thì anh sẽ khen em hoài kiểu vậy. Cái đó được. Mỗi ngày khen ngày đó anh nói hoài luôn kiểu vậy. Mình hát tặng bạn bài tỏ tình này kia, tình cảm lên trời mình cung lắm luôn á. Ok. Bắt đầu được chưa? Được, sân khấu là của em mà. Anh cười đấy, em đừng căng thẳng, anh gung lắm. Tại vì chưa bao giờ anh ca trước mặt mọi người đông như vậy. Nếu không hát lên nặng lòng gia viên, nếu không nói ra làm sao biết anh thương em. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi. Anh gung quá chị. Tiếp đi, đang hay mà. Tiếp đi. Anh muốn nữa. Hay. Anh thuộc bài như đó. Em còn muốn hỏi anh gì? Đứng hình luôn hả cưng? Vâng. Dạ hỏi. Em biết hỏi gì hết trời? Yêu là một cái cảm giác. Cảm giác là nhìn là thích. Kéo màn là ấy cơ xúc lắm luôn rồi đó. Thì hy vọng là sau chương trình này chúng ta có thể đi hẹn hò, chúng ta sẽ biết tính tình nhau nhiều hơn. Dạ. Tôi nghĩ rằng các bạn cũng đã mắt chạm mắt và kể cho nhau nghe một vài câu chuyện nào đó cũng đã gây ấn tượng với đối phương rồi. Bây giờ vấn đề còn lại là chúng ta sẽ bấm nút 3, 2, 1. Bài luôn. Đúng thiệt em không đúng giỡn? Có đúng thiệt không em? Có đúng thiệt không em? Không luôn chị. Có đúng đâu. Đó. Mạnh dạn đi lên em. Anh trai, mạnh dạn lên. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Ủa nãy hung rồi luôn hả? Hung rồi. Em quay qua lấy quà cái hung quay cặp qua. Cặp này rất là hiện đại, anh thích như thế. Trời. Mình đừng có. Không bây giờ cô này hung là ảnh coi. Cao quá chị quá rồi chết. Dễ thương. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và hy vọng là hai bạn sẽ sử dụng món quà này nè. Đây là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trọn gói trị giá 15 triệu đồng, có thể áp dụng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đã. Hy vọng sử dụng nha. Sau khi chia tay xong thì lúc đó em phải mất 7 ngày không ăn uống, chỉ trời có uống nước với sữa thôi. Ghê vậy. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Hả mày. Mời bạn nam. Chào. Mời bạn nữ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường.
Xin chào tất cả các quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Xin chào bạn gái cùng giao lưu với mình. Tên em là Nguyễn Như Tiêu. Tiêu? Vâng ạ, Tiêu. Tiêu luôn. Em nay 46 tuổi, em quê ở Hưng Yên. Hiện tại thì em ở sống ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và làm lái xe thuộc tập đoàn Mai Linh. Lái xe taxi. Vâng. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng khán giả trên trường quay. Em tên là Hồ Ngọc Minh Trang, 34 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em đang công tác ở phòng nghiệp vụ của công ty bảo hiểm Nhật Bản. Rồi mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi em. Em ưu điểm là nói chung là dễ gần, nấu ăn rồi em cũng biết chút đỉnh. Tính tình em vui vẻ, thoải mái. Dạ. Còn khuyết điểm thì tính em đôi lúc hay hơi có một chút nguyên tắc. Với lại nhiều khi cũng hơi nóng tính. Còn điểm mạnh, điểm yếu của anh là cái gì? Em là người đàn ông thì bản lĩnh và hơi cầu toàn chút xíu. Hơi kỹ tính đúng không? Dạ. Vậy được. Rồi khuyết điểm anh là gì? Khuyết điểm của em là hơi quyết đoán thì chậm. Bởi vì thời buổi kinh tế mà anh, nếu mà mình quyết đoán, mình đưa ra cái gì đó mình chậm thì thua người ta rồi. Anh đã trải qua mấy mối tình rồi anh Tiêu? Dạ, em trải qua được 3 mối tình. Mối tình sâu nặng nhất năm 30 tuổi đó. Yêu nhau trong vòng 9 tháng thì 15 ngày nghỉ phép. Lúc đó em đang ở bộ đội. Thì lúc đó là khi mà đi phép vào xong thì cái thời gian liên lạc nó giãn dần ra. Và đến khi mà em vào đến nơi thì cái cảm giác đầu tiên là rất xa lánh. Sau đó là bạn gái mới nói là bố mẹ mình đã nhận chồng người ta. Sau mối tình 9 tháng nó chia tay thì đến năm nay là bao lâu rồi anh? Đã từ năm 50 thì năm đến năm 4 năm, tức là 15 năm. Từ 15 năm nay anh không có mối tình nào nữa? Thì 15 năm đó thì sau khi chia tay xong thì em, lúc đó em phải mất 7 ngày. 7 ngày không ăn uống, chỉ có uống nước với sữa thôi. Ghê vậy? Vâng, em quyết định xin nghỉ bộ đội và em thay đổi, em ra ngoài em làm. Thì em ra ngoài em đặt ra một kế hoạch rất cụ thể và hành động rất quyết liệt. Tức là 4-5 tuổi thì em thực hiện được cái giấc mơ mua nhà. Mua được nhà rồi. Dạ. Rồi bây giờ tới phiên bạn gái, mình cũng kể chút xíu về tình trường của mình ha. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua khoảng 3 mối tình. Thì mối tình cuối cùng là em cũng định đi đến hôn nhân. Nhưng mà khi mà tính tới hôn nhân thì mới xảy ra một chút mâu thuẫn về cách sống với lại về tôn giáo. Cho nên không có thỏa thuận được. Cho nên cuối cùng là tụi em chia tay nhau. Mà quen được bao lâu? Em quen cũng một năm mấy. Đó là mối tình cuối cùng. Dạ, cách đây là bao lâu rồi? Dạ cũng gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi. Dạ. Rồi thôi mình bỏ qua mấy cái chuyện buồn đó đi. Bây giờ mình vô chuyện hiện đại đi ha. Mẫu người lý tưởng đi bây giờ. Đúng rồi. Anh trai, anh muốn tìm một mẫu người phụ nữ như thế nào? Em thì đơn giản thôi. Em muốn một người, bởi vì em cao 1m69 thì em muốn một bạn gái cũng cao xinh xinh như thế để đứng cho nó đẹp. Mang giày lên là cao. Mang giày lên là cao ha. Dạ. Có điều gì em không thích, anh không thích ở người bạn vợ tương lai của mình không? Dạ, em không thích ở người bạn gái nữa là bảo thủ cố chấp mà không thiếu tôn trọng lẽ phải. Đơn giản vậy thôi. Em luôn luôn cầu tiến vươn lên ạ. Rồi dạ, dạ. Mời em, còn em thích dạ, một người bạn trai như thế nào? Em thích mẫu người là đừng có gia trưởng, phải tâm lý một chút. Em không chịu được mùi thuốc lá cho nên là đừng có biết hút thuốc là được. Ồ, anh có hút thuốc không anh? Dạ không hút thuốc ạ. Cái này đạt tiêu chuẩn ạ. Đạt tiêu chuẩn đúng không? Về ngoại hình? Ngoại hình thì cao trên 1m7, khoảng 1m7 đổ lên. Dạ. Được, tốt, anh này bên đây tốt lắm. Anh cao nhiêu? Cao cỡ 1m7. Nói chung là tướng đáng được. Mắt 2 mí không anh? 2.5 mí luôn. 2.5 mí. Bây giờ em cảm nhận anh bên này thế nào? Nghe anh nói chuyện thì thấy ảnh sống cũng tình cảm. Cái tuổi anh có thể lớn hơn em một chút xíu. Nói chung tuổi tác lớn hơn thì cũng không quan trọng. Quan trọng là tính tình của ảnh. Đúng rồi. Tức là họ phải thật thà chút. Chịu khó tìm hiểu mình, chịu khó hiểu tâm lý của mình. Anh này thật thà nha. Có chí hướng, có tiến thủ đàng hoàng. Dạ. Vạch hoa ra kế hoạch đàng hoàng. Thì đó, em thấy đó cũng... Nhưng mà hơi kỹ tính chút xíu đó. Kỹ tính cũng đỡ, tại tính em ghét mấy người ở dơ bài ra rồi không dọn á. Không sao, anh thấy được ha. Bây giờ như nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Thì nói chung em cũng muốn, nếu mà được thì cưới liền cũng được. Rồi kế hoạch sinh con mình thì sao? Nói chung thì em cũng muốn cưới xong là có con liền á. Vậy ha, thôi để chị hỏi ảnh coi. Nãy giờ tôi cũng nôn muốn gặp anh này lắm nè.
Dạ chào anh. Xin chào chị. Dạ vẫn phong độ quá ha. Mười mấy năm mà lập ra kế hoạch rồi mà đạt được cái mục tiêu của mình. Anh ơi, 46 tuổi là mình cũng hơi mai mốt là cha già con mọn rồi ha anh. Dạ, nếu được bao lâu mình tiến tới hôn nhân được anh ha? Em thì đến đây với tinh thần rất là quyết liệt và quyết tử cho hạnh phúc của sinh ạ. Dạ. Tức là kế niệm được ạ. Dạ. Dạ. Anh, nhưng mà rồi mình giờ mình lấy vợ về là ở trong nhà anh là có ba mẹ anh không? Mình có phải làm dâu không anh? Dạ không. Tức là nhà bố mẹ em thì ở quê. Dạ. Vâng, thì trong đây thì chỉ có mình em thôi. Là nhà anh mới mua đó hả? Dạ vâng. Người vợ nhỏ hơn mình mười mấy tuổi thì đối với anh điều đó là anh cảm thấy thích hay là cảm thấy ái ngại? Không quan trọng. Bởi vì khi mà ta hiểu nhau rồi á thì hai người có thể chia sẻ với nhau. Bởi tình yêu nó xóa hết cái ranh giới. Vâng, theo quan niệm của em như thế. Em cũng hy vọng khi kéo màn lên thì hai người sẽ có trao cho nhau những cái cảm xúc bằng cả lý trí lẫn con tim nha. Dạ, vâng. Dạ. Thôi, bây giờ mình tham khảo ý kiến người thân trước khi gặp nhau cái nha. À, bạn gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ với lại các bạn đồng nghiệp. À, có mẹ. Chào cô. À, xin chào cô ạ. À, xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường cùng tất cả các khán giả trong đài. Tôi là mẹ của em Trang. Thì qua cuộc nói chuyện giữa hai cháu á, thì tôi nhận thấy anh bên nam đó con, thì theo mẹ thấy á, thì anh lớn tuổi, nhưng mà lớn tuổi thì nó chững chạc hơn. Thì tùy con, nếu mà con thấy thích hợp là mẹ sẽ đồng ý. Nếu mà cô, con gái cô mà gặp anh này thì cô có yên tâm gì không này, theo cảm giác của mình đó? Theo cảm giác tôi thì nếu con gái thì nếu mà gặp được cái người nam, người chồng mà biết lo, biết quan tâm tới, chăm sóc, cũng như là có cái nhà riêng là tôi rất yên tâm rồi. Dạ. Yeah. Cảm ơn cô. Anh đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp và cháu. Vâng, xin chào ông Mai và Muối. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Chào anh. Tôi tên là Nguyễn Văn Năm, là đồng nghiệp cùng với bạn Tiêu nhiều năm trước đây. Vì vậy tôi biết bạn Tiêu rất là hiền lành và rất là chăm chỉ nỗ lực. Bây giờ ổn định an cư rồi mới quyết định tìm vợ. Về bạn gái tôi có cái nhìn là bạn với bạn Tiêu cũng có cái điểm tương xứng về cái tính cách, ngoại hình thì to khỏe. Tôi thấy là được. Hai bạn nên cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu thêm và chúc hai bạn thành công. Rồi. Rồi. Bây giờ để cho hai anh chị gặp nhau nha, để mình trò chuyện tâm sự với nhau. Kéo màn lên. Mời anh. Em tặng hồn. Mình cảm nhận về người đầu tiên mình mới gặp mặt sau thời gian nãy giờ nói chuyện, mọi người góp ý này kia, mình cảm nhận đi. Mới nhìn anh á thì nói chung là ngoại hình là nhìn cũng ok. Cái đầu tiên là ngoại hình, còn tính tình thì mình nói chuyện với nhau nhiều hơn đi rồi em sẽ có cảm nhận mới nữa. Mình thì nhìn bạn lần đầu tiên thì mình thấy rất là dễ thương. Thì cái cảm xúc ban đầu thì người con trai mà, người ta thường nói là yêu ở mắt. Thì mình nghĩ rằng cái cảm xúc ban đầu mình thấy ok thì là chắc chắn là mọi thứ là được rồi. Anh em đi anh, cho nó tình cảm anh. Dạ. Tính đi, thí dụ đồng ý hẹn hò thì mình hẹn hò thế nào? Công việc của mình á, thì nghề taxi mà, 10 năm ngày làm, 10 năm ngày nghỉ. Thế thì cái thời gian của mình thì rất là thoải mái để bọn mình gặp nhau, giao lưu và chia sẻ con bạn. Em thì công việc của em thường mấy ngày đầu tháng thì nói chung là em cũng đi làm giờ hành chánh. Có những tuần là có thể là ngày sáng 8 giờ em đi là tối 9, 10 giờ em mới về. Thì cái đó nó cũng hơi khó. Với lại tính anh có hay ghen không? Thực ra ghen thì ai cũng ghen. Ghen có ghen thì mới yêu. Nhưng mà nó phải có sự hiểu biết kèm theo đó để mà thông cảm với nhau. Bây giờ cho còn một ít thời gian còn lại, có thể anh tỏ tình với bạn gái hay là hát một bài hát tặng bạn ấy rồi chúng ta sẽ quyết định có bấm nút với nhau hay không. Mời anh. Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió. Giây phút hôm nay được nghe em nói với anh.
Rồi gió đừng hôn lên má em, rồi gió đừng hôn lên tóc em, rồi gió đừng dù đôi mắt em dịu hiền, rồi nói rằng tôi yêu em, rồi nói rằng ta yêu nhau thế thôi. Rồi thôi, tất cả sẽ trả lời bằng nút bấm có yêu nhau hay không. Hãy để tay vào nút bấm đi anh. Câu chuyện hồi nãy giờ thì cũng rất là hấp dẫn. Anh cũng đã chín chắn và bạn bên kia cũng chín chắn rồi. Suy nghĩ thật kỹ, nhắm mắt lại xem nửa trái tim bên kia có thuộc về mình, có sẵn sàng đồng hành với chúng ta trong suốt chặng đường còn lại hay không. Hãy quyết định điều đó trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng anh. Nào, bây giờ chính thức chúng ta nắm tay nhau đi. Ngày hôm nay chúng ta hãy trước mặt mọi người hãy hôn nhau một cái để mình gọi là đánh dấu ngày gặp mặt đầu tiên đi anh. Rất nhẹ nhàng, dễ thương. Nhưng có một điều cũng hơi nhạy cảm. Cái này mình nói vui anh nha, nhưng mà nó là sự thật đấy. Hồi xưa giờ chắc biết bố mẹ đặt tên anh sao, mà cái tên Tiêu thì nghe nó cũng... Bố mẹ em sinh vào cái quý Nguyên Tiêu đó. Thế là mới đặt luôn như thế để dễ nhớ. Bây giờ cái tên anh nó có thể là thêm dấu gì cũng mệt lắm. Thêm dấu sắc đi, dấu sắc ha, hoặc là tiếng Tiêu gì đó thì cho nó vui hơn, cho đời nó phiêu lưng hơn chút xíu anh nhỉ, được không anh? Được nhá. Thôi thế này, sẵn đây tôi xin chúc cho anh Tiếu chị Trang sẽ sớm có một cái thiệp mời gửi chúng tôi, và đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 đi chiến thắng, để có một không gian thật lãng mạn để hiểu nhau nhiều hơn á. Em cũng xin gửi tặng anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là phần quà em rất muốn anh chị sử dụng. Đây là một suất chụp ảnh cưới đặc biệt trị giá 15 triệu đồng, áp dụng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island. Yeah. Rồi, hãy nắm tay bạn gái đi anh Tiếu. Đưa nhau đi xem phim. Không, anh Linh nói đúng, đổi phong thủy biết đâu lên luôn á. Phong thủy cho anh nha. Sao mà dụ được, trong khi có bạn gái rồi mà sao mà bị dụ được hay vậy? Lúc đó là em chia tay bạn gái khoảng chừng 2-3 tuần. Xong rồi em về đám cưới gì á, thằng cháu của em nó dắt về. Rồi. Là tối hôm đó em xỉn, cái nó làm gì em cũng không biết. Ủa nếu vậy thì thôi mình tỉnh lại thì thôi, mình đâu có biết cái gì đâu, mình tỉnh lại mình vẫn mà làm mình bình thường chứ sao tỉnh lại rồi mình mê trai luôn. Nó còn dư vấn đó chị, nó còn dư vấn đó chị. Chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay, xin mời quý vị chờ trong giây lát. Rồi, ngồi vào ghế nha. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Rồi, chào em, hãy giới thiệu về mình trước. Dạ, em tên Sang, hiện tại là em sống ở Gò Vấp. Em làm bên cơ khí ô tô. Hay dữ vậy, làm nghề này lâu chưa? Khoảng 3 năm. 3 năm? Dạ. Rồi, năm nay em bao nhiêu tuổi, quê mình ở đâu? Dạ, em 30, em ở Kiên Giang. Quê Kiên Giang, mình lên đây lâu chưa? Dạ, cũng 5-6 năm. Mời em bên đây giới thiệu. Chào chị Cát Tường, em tên là Thông, em sinh năm 1994, quê em ở Đà Lạt. Hiện tại và em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì không? Hiện tại em đang tự kinh doanh về đồng hồ. Dữ dằn ha, làm ông chủ nhỏ rồi ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì cưng? Điểm mạnh của em là em khá là vui vẻ, lúc nào mình cũng nghĩ tới những cái điều tích cực hơn, rất là hòa đồng với mọi người. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm, ngủ ngáy nè, hay càm ràm, hát dở. Làm cái gì cũng dở hết. Nhiều lắm. Nhiều lắm, nhiều cái dở lắm phải không? Đúng rồi. Rồi nhưng mà giỏi, mình kinh doanh riêng đồ là mình giỏi rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em sống tình cảm lắm. Còn điểm yếu là hay bị nóng, nhưng mà chút xíu là em quên mất tiêu. Dạ. Rồi. Về tình trường thì sao? Em thì cũng 3 mối tình. Mối tình lâu nhất của em là được 4 năm. Ở Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. 4 năm mà sao lại chia tay? Khoảng 2 năm đầu tiên thì em không biết là người ta đã có gia đình và có con trai.
Là sao, là người đó là trai hay là gái? Là con trai. Là con trai, có vợ? Có con luôn. Có vợ có con luôn. Đúng rồi. Mà em quen mấy năm trời em không biết. Đúng rồi. Trời sao hay vậy? Người ta giấu hết, em không biết một cái gì hết. Thì quen nhau được khoảng 2 năm rồi thì lúc đó em mới biết là họ đã có gia đình. Rồi lúc đó thì cái tình cảm của em nó cũng vơi bớt dần đi. Tại vì em cảm thấy là người ta không có thực sự là dành trọn cho mình á. Thì sau này người ta cũng có vài lần người ta, cái nhu cầu của họ quá lớn, chuyện đó quá lớn. Nên em cảm thấy em không đáp ứng được và em chia tay. Với lại người ta cũng có gia đình rồi, mình vậy chi, đúng không? Dạ. Rồi lúc đó cái người có khi nào có bị bắt ghen, đánh ghen gì lần nào không? Cũng có. Cũng có hả? Đâu em kể lại cái sự cố nào, em kể lại một câu chuyện nào đặc biệt mà em nhớ cho chị nghe coi. Thì cũng có lần chị đó, chị cũng có gặp em, hỏi em là em với ảnh đang như thế nào. Nhưng mà em lúc đó em, đa số em đều là cảm thấy mình cũng có một phần mình có lỗi á. Nên là em thường là em hay trốn tránh. Em không có dám đối diện. Rồi chị đó có làm gì em không? Dạ. Trời ơi, mà quen rồi cuối cùng sao mà dứt được vậy? Thì em bỏ về quê. Bỏ về quê. Rồi từ đó tới nay còn có mối tình nào khác nữa không? Dạ cũng có, nhưng mà... Chỉ có mối đó là sâu nặng nhất. Đúng rồi. Rồi giờ quên hẳn chưa? Hiện tại người đó đối với em bây giờ, tới hiện tại bây giờ vẫn là anh em, vẫn là tri kỷ. Tuy là không còn yêu nhau nữa nhưng mà có những chuyện anh ấy, anh vẫn có thể chia sẻ với em và em cũng có thể chia sẻ lại. Nhưng mà giờ anh đó, anh về anh sống với vợ ảnh hay là anh vẫn có dạ quen không, người khác? Ảnh với vợ ảnh ly dị rồi. Ồ, vậy á hả? Sao không quay lại với nhau? Em nghĩ là lúc này tình cảm đã hết rồi. Nó đã chuyển qua một cái hướng khác rồi. Nó không phải là tình cảm của tình yêu nữa. Rồi còn em sao, tình trường mình như thế nào? Dạ em chỉ quen vài 3 tháng là không hợp, là tụi em tự chia tay. Lý do tại sao mà không hợp, không hợp chỗ nào mà mình quen nhau ngắn quá vậy? Hình như cái số em nó không vậy chị. Mà cái lý do gì mà dẫn đến chia tay? Thông thường là những lý do gì? Không hợp chị, hoặc là có cái chuyện đó nhiều quá. Trời, hai người này giống nhau quá vậy. Dạ. Vậy là không có mối tình nào mà động lại cho em nhiều kỷ niệm rồi? Chưa có. Dạ. Từ nhỏ đến lớn có quen bạn gái nào không? Dạ có, lúc khoảng 19 tuổi. Cũng có làm ăn gì được không? Cũng có chị. Cũng có. Rồi sao tự nhiên đang quen bạn gái ngon lành mà làm cái nghề của em là cái nghề đàn ông nữa, rồi sao không lấy vợ đi trời? Là do các bạn làm chung với cháu của em. Lúc đó hình như đám cưới của dì của em dưới quê dắt về. Hình như em bị bẻ vậy. Có nghĩa là vậy là mình bị dụ. Chứ hồi còn mình từ nhỏ lớn lên là mình vẫn là thanh niên. Dạ, trai dạ. tráng bình thường. Dạ. Chắc có lẽ một phần cũng do em tiếp xúc quá chị. Giờ có khi nào em nghĩ là một ngày nào đó em sẽ quay lại em thích phụ nữ, em lấy vợ sinh con không? Dạ chắc không. Lý do? Em đã từng yêu phụ nữ được mà. Nhưng mà em không có cảm xúc nữa. Tại vì em cũng đâu có ra ngoài đường, hoặc là ấy, em cũng không có nhìn. Mà con trai thì nhìn? Dạ. Rồi rồi ba mẹ có khi mà phát hiện có phản ứng như thế nào với em? Ba em chưa biết. Lần nào em về ba không hối cưới vợ. Ừ chứ nhìn em người ta không có biết được đâu. Tại nhìn em thấy là đàn ông men chứ. Dạ. Không có cái nét gì mà gọi là đúng không? Dạ. Rồi em kể là chi tiết cái lần em bị dụ coi, sao mà dụ được trong khi có bạn gái rồi mà sao mà bị dụ được hay vậy? Lúc đó là em chia tay bạn gái. Ừ. Khoảng chừng 2-3 tuần. Ừ. Cái quê của em là ở một cái huyện. Còn em lên trên thị xã là em quen bạn gái đó. Rồi. Xong rồi em về đám cưới gì á. Ừ. Là em về dưới, thằng cháu của em nó dắt về. Rồi. Là tối hôm đó em xỉn. Cái nó làm gì em cũng không biết. À, có nghĩa là em coi như là bị xỉn cho nên là mới là bị người ta phá trinh tiết mà không hay biết, phải không? Đúng không? Dạ. Ủa nếu vậy thôi mình tỉnh lại thì thôi, mình đâu có biết cái gì đâu, mình tỉnh lại thì mình vẫn mình là mình bình thường chứ sao tỉnh lại rồi mình mê trai luôn. Nó còn dư vấn đó chị, nó còn dư vấn đó chị. Trời đất ơi. Cái qua sinh nhật tới sinh nhật cháu em nó cũng đòi về. Nó đòi em cho nó về. Cái thôi là em cũng kêu nó về. Xong rồi cũng ngồi lâu một thời gian, cái em học cái em đi lên trên đây là ngày nào nó cũng qua kiếm em. Là cái thằng đó dụ em đó, rồi sao chia tay với đó? Thật ra là em không có quen. Mà mục đích của nó quen em là chỉ là cái chuyện tình dục thôi chị. Thôi khó quá, tôi không hiểu nổi đâu. Có khi nào em hồi đó giờ có bạn gái chưa cưng? Hồi lúc đi học em cũng có bạn gái. Có bạn gái. Đúng rồi. Rồi sao tự nhiên đang có bạn gái rồi chuyển qua thích con trai? Lúc đó quen bạn gái, em nghĩ cái lúc đó là chỉ là tình cảm học trò thôi.
Mình chỉ cảm thấy mình mến bạn đó, và mình thích đi với bạn đó thôi, chứ nó không phải gọi là yêu. Vậy rồi tự nhiên đang có bạn gái, ai là người khám phá ra em để em biết em là thích con trai? Cái tính cách của em từ hồi nhỏ thì em nghĩ là nó đã nhẹ nhàng hẳn rồi. Nó không có xu hướng theo những bạn nam hẳn. Lúc mà chơi game audition á, thì lúc đó là em có nói chuyện với những bạn nam ở trên đó. Thì mình cảm thấy mình thích nói chuyện với những bạn đó hơn. Người đầu tiên khám phá là người mối tình 4 năm đó. À, là cái mối tình 4 năm đó ha. Vậy mà cuối cùng cũng chia tay, thiệt là buồn ghê. Bây giờ em mong muốn tìm một cái người bạn trai có thể sống với nhau được lâu dài, là em muốn tìm một người như thế nào? Em cần một người chín chắn, có trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau. Em không thích những người nói dối. Về ngoại hình? Ngoại hình thì ưa nhìn là được. Còn em muốn tìm một người như thế nào? Dạ, một người bạn dễ thương tí, biết quan tâm em tí, và em cũng quan tâm ngược lại. Cuộc sống của em ổn định không? Cũng là ổn định rồi chị. Có nuôi ai không? Ba mẹ gia đình có nuôi ai không? Cũng vài tháng lâu lâu em có gửi về cho ba chứ. Tại vì mẹ em cũng mất sớm lúc em 8 tuổi. Rồi. Dạ. Thế bây giờ trước khi mà mở cửa trái tim ra, chị muốn cho hai em cảm nhận nhau trước khi nhìn thấy mặt nhau. Bây giờ hai bạn đặt tay lên đây nè, để mình nắm tay nhau một cái, coi có cái truyền được cái miếng điện nào qua. Không có nhìn nha, không khoan nhìn mặt, cho cầm tay nhau trước. Đặt tay vào đây đi ạ. Tay bên đây gồ ghề nam nhi quá ha. Tay bên này mềm mại phụ nữ quá ha. Rồi nói cảm nhận với nhau luôn đi, trước khi mình nhìn thấy nhau. Có cảm giác ấm ấm. Ấm ấm? Dạ. Thế em có cảm xúc gì không? Thấy nó lạnh quá rồi. Em giờ mới lạnh là nó vậy. Vậy hả? Dạ. Có rồi. Khi nó đổ mồ hôi tay. Rồi được rồi. Rồi để tới bây giờ em hình dung bạn trai bên này, em bên này là người như thế nào? Em nghĩ là mặt tròn tròn. Mặt tròn tròn. Cao hay thấp? Trắng hay đen? Có lẽ là trắng. Rồi được rồi, không để hai bạn đoán lâu nữa. Hãy nhìn thẳng vào trái tim, Tường sẽ mở cửa ra cho hai bạn gặp nhau nha. Chào em. Chào anh. Rồi. Bây giờ cảm nhận đầu tiên khi mà nhìn thấy em ấy như thế nào? Dễ thương. Có đúng ý em suy nghĩ, em tưởng tượng không? Giống được cái mẫu người lý tưởng em bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ bạn là mặt trắng trắng tròn tròn. Bạn cũng 70-80 chị. Thế còn em? Em nghĩ là nhìn bạn cảm thấy khá là dễ tin tưởng. Dễ tin tưởng. Đó cũng chỉ mới là những cái cảm xúc thôi. Nhưng mà quan trọng là con tim mình nó có rung động, có hồi hộp, có được tí gì chưa? Có. Em thì có, dạ. Bên nay có gì chưa? Chút chút. Mới chút chút. Bây giờ để có nhiều hơn thì chúng ta phải trao đổi, trò chuyện với nhau một chút xíu. Ủa cái này sao đây? Trời ơi, gã lăn lên. Anh tặng. Cảm ơn anh. Em còn có một món quà tặng cho em. Quà gì dạ? Quà gì gói kỹ quá dạ? Tiết lộ cho Tường nghe được không? Dạ, là cái ví. Là cái ví. Mục đích gì? Chủ kinh ý nghĩa gì? Thì em nghĩ là chiếc ví nó tượng trưng cho về tiền tài. Em muốn chúc anh nhận được chiếc ví này thì sẽ thành công hơn. Rồi. Rồi bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút để chúng ta trò chuyện với nhau nha. Rồi ít phút chị Tường sẽ quay lại mời cho đồ ăn của nhà hàng lên ạ. Tường mời hai bạn thưởng thức món hải sản đúc lò. Món ăn này mang phong cách châu Âu, là một sự hòa quyện giữa các loại hải sản tươi ngon như là tôm nè, mực nè, cua nè, được chế biến một cách rất là tinh tế tỉ mỉ. Và đặc biệt em nhìn đi, trang trí rất là đẹp mắt đúng không? Rồi vừa thưởng thức vừa trò chuyện với nhau để hiểu nhau nhiều hơn nha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. Dạ. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Em muốn hỏi anh là anh quan niệm như thế nào về tình yêu? Về tình yêu thì em cần cái là trung thủy, không nói dối là được. Nhưng mà em nghe anh nói là anh chỉ quen tầm 3-4 tháng thôi mà. Không, cái đó là không hợp. Tại vì chỉ trong giai đoạn tìm hiểu thôi, chưa có quen. Còn em? Thì em nghĩ là em cần một người có suy nghĩ một chút. Em không thích quen những người như hiện tại. Có nghĩa là họ chỉ nghĩ đến hiện tại thôi, họ không nghĩ đến tương lai. Và em cần một cái tương lai nữa. Anh cũng vậy. Chắc chắn hơn. Đúng. Em thấy anh sao? Nói chung là đối với em thì em không có quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình nó chỉ là một cái yếu tố nhỏ thôi. Nó vẫn quan trọng về tính cách hơn. Thì nếu mình quen nhau thì có thể tìm hiểu tính cách từ từ. Anh đã come out chưa? Anh chưa. Chưa hả?
thì hiện tại em cũng chưa come out. Nhưng mà em nghĩ là ba mẹ dù sao ba mẹ cũng sẽ biết thôi. Đúng rồi. Vậy thì khi mà phát sóng chương trình này thì nếu gia đình anh biết thì sao? Anh đã lại ra tới đây và anh lên chương trình này là anh muốn cho mọi người biết. Thực ra trong công ty anh cũng không ai biết anh đâu. Dạ. Chứ lẽ nếu mà công ty có coi là sẽ biết. Sao giờ trao đổi thêm chút xíu, thật ra chị Tường cũng tò mò, chị Tường cũng thật sự. Rồi bây giờ trong theo như trong giới của tụi em nghĩ cái điều gì là quan trọng nhất để mà giữ vững được một cái mối quan hệ? Em nghĩ là một người phải có niềm tin vững chắc lắm thì mới có khả năng, mới có thể trao cho người ta cái niềm tin được. Giờ mình không có một cái gì ràng buộc nhau trơn làm sao? Mình nên xây dựng từ những lời nói thật nhất, đừng nói nên nói dối nhau. Em nghĩ sao vừa rồi, theo chị Tường biết là trong cộng đồng LGBT có rất là nhiều cặp tổ chức đám cưới. Dạ. Và có những cái đám cưới tập thể cho cộng đồng LGBT nữa, thì em suy nghĩ gì về điều đó? Em nghĩ kết hôn thì chắc cũng không có hàn gắn được lâu đâu chị. Sao vậy? Tự nhiên kết hôn xong hàn gắn được lâu là sao? Ý em là sao? Không cần phải kết hôn thì mình cũng có thể ở bên nhau lâu dài mà chị. Em nghĩ sao? Ông nghĩ sao? Em nghĩ em có mong muốn có một cái kết hôn, có một cái đám cưới không? Em nghĩ em cũng muốn, nhưng mà nó không phải là bây giờ thôi. Thì có nghĩa là ai cũng khao khát. Nếu đúng thật rồi. Sự một lúc mà mình tìm được cái người mà mình yêu thương thật sự, mình muốn bên người ta lâu dài, thì mình cũng mong muốn một cái đám cưới chứ, đúng không? Đúng rồi. Tại vì chị muốn hiểu thêm về tâm lý của như tụi em có những như khác gì một người phụ nữ hay không, kiểu vậy đó. Rồi ngoài ra mình còn khao khát điều gì khác nữa không trong tình yêu? Em nghĩ là ai cũng muốn có một cái cuộc sống hạnh phúc, nhưng mà em nghĩ để hạnh phúc thì nó rất là khó. Như vậy thì bên đây ba em là vẫn không biết cái chuyện của mình. Nếu còn bên em thì gia đình em có biết về cái mình có come out với gia đình chưa? Em cũng chưa. Rồi em định có come out hay không? Em sẽ come out, nhưng mà em nghĩ là cũng vì nhờ cái chương trình này thì em nghĩ là nhiều người họ hàng của em sẽ biết, và lúc đó cũng sẽ nói với mẹ em thôi. Nhưng mà em nghĩ là trước giờ mẹ em có biết trước chưa? Em nghĩ là mẹ nào đã sinh con ra thì hầu như đều hiểu cái tính cách của đứa con đó, và em nghĩ là mẹ em cũng biết. Còn bố? Còn ba em thì mất rồi. À, mà em thì chị cũng nghĩ tại vì em nói em nhẹ nhàng từ nhỏ, đúng không? Đúng. Thì chị nghĩ mẹ em cũng biết. Nhưng mà em nhìn rõ ràng em có suy nghĩ giống chị không? Cái anh này anh rất là gồ ghề, rất là men, rất là nam. Thế em có gì làm sao mà gia đình em biết được? Thế dạ, em đúng nghĩ không? Đúng, em nghĩ chừng nào em mới come out với gia đình? Em nghĩ chắc có bạn thật sự đến với em thật lòng và lâu dài thì... Chứ sao giờ em cũng dắt về giới thiệu với ba. Thì em nghĩ là tại vì ba còn hai người anh trai nữa, có gia đình hết rồi. Dạ, em cũng không mấy gì lo lắng. Rồi ví dụ em có bao giờ em nghĩ cái hậu vận của mình sau này khi về già thì như thế nào không? Tại vì một phần em là cháu đích tôn nữa. Trời đất ơi. Của ba đời dòng họ Trần Đình là. Trời đất ơi. Rồi nhưng giờ sao? Khi mà ba em mất á, thì cái trách nhiệm đó nó nhẹ hơn một chút. Nhưng mà em nghĩ là vì ba mất và trách nhiệm nè, ba mất thì trách nhiệm em phải nặng nề chứ sao? Dạ không, tại vì không giống ai như ví dụ như không có ai để mà mình còn rồi, hiểu rồi, ép mình vô cái thế là đúng rồi, đích tôn đó phải đúng không rồi, nói rồi. Giỏi tông đường đó phải đúng không rồi. Thì như hiện tại thì chỉ còn mỗi mình mẹ với lại một đứa em gái thôi. Thì bây giờ thời gian của chương trình thì không có nhiều, bây giờ chị Tường dành cho hai bạn mỗi người ít phút, chúng ta thể hiện một chút xíu nữa cái gọi là sở thích của mình đi, hoặc là góp vui cho chương trình trước khi chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Rồi mời em trai hát múa kể chuyện làm gì đó làm. Dạ em hát bài Về đâu mái tóc người thương. Về đâu mái tóc người thương. Hôm lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên xem, lầu kín trăng về không lối chiếu, gác cao ngăn niềm yêu, thì thôi mơ ước chi. Trời, làm gì mà rung dữ vậy, ai làm gì đâu mà cái giọng rung ghê vậy. Trời, em không rung, em hát hay chị. Tại... À, không dùng không, giọng hay mà tại rung quá thôi. Dạ. Rồi mời em, hát bài gì đây cưng? Em không biết hát, nhưng mà em sẽ hát tặng cho anh nghe bài Cháu Linh Bà. Trời ơi. Rồi mời em. Cháu lên bà, cháu đi mau giao, cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ, không khóc nhẹ, để mẹ trồng cây chai, cháu vào nhà máy ông bà vui cái cày, la 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 la
À, được rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Thì Tường đã dành cho hai bạn cũng khá nhiều thời gian để mình trò chuyện với nhau ha. Mình trao đổi quan điểm để mình hiểu nhau nhiều hơn. Nếu mình cảm thấy đối phương có thể phù hợp với mình để đồng hành cùng mình trong cuộc sống thì chúng ta bấm nút sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Còn nếu mà mình không đồng ý, mình cảm thấy là không phù hợp thì chúng ta không bấm. Cái này là quyền của các em. Chương trình chỉ là một cái cầu nối, kết nối để tụi em đến đây gặp nhau thôi. Sau 3 tiếng đếm của Tường hãy đưa ra quyết định của mình nha. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, bấm cũng đều quá ha. Rồi, mời hai bạn qua bên đây. Cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy tim đập nhanh. Tim đập nhanh. Gửi tặng bạn ấy một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày gặp nhau. Rồi. À đây, Tường gửi tặng cho hai bạn ha những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây coi phim nhiều phim hay lắm. Yeah. Sẵn tâm sự với nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Yeah. Nắm chặt tay nhau đi, đừng có buông ra nè. Rồi, ngày hôm nay Tường cũng đã mai mối thành công cho một cặp đôi trong cộng đồng LGBT nữa. Và mọi người ơi, nếu như chúng ta đang còn tìm kiếm một nửa của mình á, đang loay hoay chưa biết tìm kiếm như thế nào, rồi hãy tin, nếu mà tin tưởng các Tường thì hãy đăng ký vào chương trình Hẹn Ăn Trưa để gặp bà Mai này nha. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Eureka, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Yeah, và bây giờ xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu và chào đón hai nhân vật nam của chúng ta ngày hôm nay. Wow, ủa nó là một con hay hai con ạ? Dạ hai con. Rồi bây giờ mời hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái của tôi. Ở bên đây em có cảm giác mùa đông đã tới. Những cô bé mùa đông đường vào tiếng lanh đôi lối xinh hoa mong nón len. Nay vui cho mình cho ngoảy quá ha. Mời chàng trai ở ghế màu xanh giới thiệu trước. Dạ, em xin chào quý khán giả, chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và các bạn cùng chơi. Em xin tự giới thiệu, em tên Thành. Dạ. Em sinh năm 1993, em là người con của đất vùng đất huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Công việc hiện tại của em là nhân viên kiểm thử phần mềm. Đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là không hút thuốc. Rồi. Không cờ bạc, là người sống tình cảm. Rượu bia gì không? Rượu bia thì em có thể uống nhưng mà biết điểm dừng chị. Rồi, điểm yếu? Điểm yếu là có thể là khi gặp các bạn gái thì em hay gọi là rụt rè, còn ngại, không có dám nói chuyện một cách tự tin, thoải mái. Cho nên nay mới nhờ tới chương trình ha. Rồi bây giờ ví dụ có bạn gái thì chừng nào mới lấy vợ? Hiện tại là em đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Sẵn sàng rồi, sẵn sàng là có chuẩn bị có cái gì rồi? Tinh thần có, vật chất, vật chất có. Vật chất có cái gì? Vật chất thì bao gồm là sính lễ, quần áo có luôn rồi hả? Mình phải có cái người đồng ý thì mình phải đi thuê hay là sau đó. Rồi lấy vợ về thì mình sẽ sống ở đâu? Hiện tại công việc của em là đang ở làm thành phố nên em sẽ có định hướng là sống ở thành phố luôn. À, mình sẽ thuê hai chồng thuê nhà thành phố. Dạ đúng rồi. Tại hiện giờ là em đang làm công việc rồi em lại tìm cái bạn gái nữa. Còn nếu như mà sau khi mà có bạn gái thì lúc đó em chỉ chuyên tâm làm một công việc thôi. Rồi, bây giờ tới nhà gái mình nè. Ủa sao cười vậy? Dạ em tên là Đỗ Thị Kim Tiên. Kim Tiên hả? Kim Tiên hả? Tiên ạ, Tiên ạ. Kim Tiên hả? Ồ cái tên. À 22 tuổi, sinh ở Phú Yên. Hiện em đang làm tại ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là đi học hay là đi làm là chính nè? Dạ em đi làm, nhân viên marketing. À, giờ điểm mạnh em biết em là gì? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Yếu của em thì em hay cọc á. Lúc tự nhiên cái đang buồn cái cọc ngay vậy. Kỳ vậy? Kỳ vậy, không kiểm soát được cảm xúc mình hả? Khi rảnh rỗi em làm gì? Dạ em ngủ. Dạ em ngủ. Rồi lúc nằm mơ em mơ gì? Em mơ mình giàu. À em thích được giàu đúng không? Dạ. Có một chơi môn thể thao gì hay là sở thích gì không nè? Thích của em thích ngủ. Quanh quẩn trên giường không vậy? Mà sở thích rất rõ ràng, thích nằm mơ thấy mình giàu cho nên người ta phải ngủ. Không ngủ đâu mơ, lại ngồi thức gì mà mơ. Rồi ngủ hoài sao giàu? Để thấy giàu được rồi.
Bây giờ mời em trai ngồi ở ghế màu đỏ nha. Em tên gì? Dạ, em tên là Quốc Dũng. Em 28 tuổi, hiện thì trước đây là em làm graphic design và 3D design. Thì gần đây thì em mới nhận cái apply là giám đốc nghệ thuật của một agency. Tức là em cũng mới lên á. Mới lên. Rồi quê ở đâu? Em ở Đồng Nai, định quán Đồng Nai. Điểm mạnh của em thì em tính chất công việc á, nó cũng ảnh hưởng một phần. Em khá dễ làm quen với mọi người, làm thân khá là nhanh. Điểm yếu của em là em chưa bỏ được thuốc. Mỗi lần mà em quạo lên thì có hai nhân cách xuất hiện. Một là im re, hai là em nói nhiều đến nỗi mà không tưởng tượng được. Nãy giờ em thấy chị đang im re hay chị đang nói nhiều? Chị chưa quạo. Chị đang quạo trong bụng á. Sao chị? Em nên học cái nhân cách thứ ba á. Cái đó thì em đang, thực sự là em đang rèn luyện. Những thời gian rảnh rỗi? Rảnh thì em thường ra phố đi bộ hoặc là bất cứ cái chỗ nào mà em thấy hợp lý. Em chỉ ngồi ở đó và em nhìn dòng người đi qua đi lại, đi qua đi lại. Thú vui gì tao nhã vậy? Bao lâu nữa thì mình có thể tiến tới hôn nhân được nếu như gặp cái người phù hợp? Thầy dặn là năm nay. Thầy nào dặn? Thầy nào ấy? Thầy nào núi à? Hay là thầy... Thầy dạy văn, dạy sử hay là thầy quay à? Thầy trên núi, thầy trên núi. Thầy bấm quẻ hả? Dạ không, thầy bấm điện thoại thầy gọi cho em. Bấm cầm. Bà hút thuốc nè, mấy gói? Trước đây thì một ngày em khoảng nửa gói, còn bây giờ khoảng một gói em hút được khoảng 3 tới 4 ngày. Cô bé mùa đông của tôi, hãy giới thiệu mình đi nè. Dạ, em xin chào anh Đạt. Em chào chị Cát Tường và tất cả mọi người đang có mặt ở trong trường bay hôm nay. Dạ, em tên là Ngọc Anh. Ngọc Anh. Dạ, và mọi người thường hay gọi em là Veo. Veo là trong chữ trong Veo á anh. Tại sao ta đặt em làm biệt danh đó? Thì mấy bạn em hay chọc em á, là mấy đứa mà đặt trong Veo là thường nó ngược lại. Trong Veo là thường nó ngược lại. À, vậy là em đục lắm hả? Mẹ em là người Vĩnh Phúc, ba em là người Hà Nội, tức là nhà nội em ở Hà Nội, còn bên bà nội em là ở Bắc Ninh. Dạ, chính vì vậy cho nên em được sinh ra ở Sài Gòn. Oh no. Công việc hiện tại em là gì? Dạ, hiện tại thì em đang làm PT. Trước đó là em học về marketing. Sau này thì kiểu như em ngồi làm văn phòng hoài nó không có được à. Đúng rồi, làm PT hả? Mình dạy cho nam hay dạy cho nữ? Dạ, em dạy cả hai luôn ạ. Rồi nam làm nặng hơn mình, sao mình làm nổi? Thật ra thì chẳng hạn như những bạn mà làm nặng á, thì nhiều khi là chỉ là ở bên tập với máy á chị. Thì những cái bài tập free weight, giữ thăng bằng thì nhiều khi là mấy bạn đó làm những cái mức tạ nhẹ thôi, nhưng mà nó sẽ bị mất thăng bằng á, là sẽ làm không được. Điểm mạnh điểm yếu là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em khá là độc lập. Và một khi em nói cái gì là em sẽ làm được. Và em cũng khùng á. Hả? Là hài hước. Crazy đúng không? Vui tính thôi, cái đó nó gì đâu. Thì điểm yếu của em á là em là một người sống nội tâm. Em thích đi một mình. Kiểu như là yếu đuối á, kiểu như một chiếc lá rơi cũng làm em giật mình. Một chiếc lá rơi em cùng sờ. Dạ, cho nên ví dụ như anh Đạt nói chuyện với em cũng nhẹ nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như lúc nào mà anh quạo là em sợ lắm. Dạ. Có sở thích du lịch hay là gì không? Dạ vâng ạ, à, em thích đi du lịch. Du lịch hả? Em đi cũng gần hết Việt Nam rồi. Đó là hồi trước dịch anh. Xong rồi 2 năm dịch em ở nhà nó cũng giống như nó chết dần, chết mòn ở trong nhà, nó khó chịu lắm. Thì nhưng mà lúc đó mình ngồi để mình nhìn nhận lại cuộc đời của mình. Cảm thấy sống chậm là cuộc sống á. Xong rồi lúc đó là em quyết định là em sẽ không làm văn phòng nữa và em chuyển qua làm nghề PT là vậy ạ. À. Được bay nhảy đúng không? Dạ, làm tại vì ngồi một chỗ, thứ nhất là em ngồi một chỗ nhiều quá là sức khỏe mình nó yếu đi khi mình ngồi máy lạnh á. Ngồi nhiều thì bụng mở nè. Rồi là lúc đó là em vô tập á, kiểu như em cầm mấy cục tạ nhỏ xíu mà em cầm cũng không nổi nữa. Em thấy người mình nó yếu đi rõ rệt lắm. Mà ngồi riết thì anh biết bệnh văn phòng nữa. Dạ, em bị bị chỉ luôn á. Hả? Xem mạnh miệng quá vậy. Mình em thật là cô gái dũng cảm. Không sao, mới nói yếu đuối mà giờ qua dũng cảm rồi hả? Nhưng mà hết rồi, bây giờ hết rồi nha. Hết rồi. Sao giờ rồi. Sao hết được? Giờ điều trị hay cắt bỏ hay là cái gì? Dạ không, tại vì nhẹ. Tình trường em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hiện tại là em chưa có mối tình nào cả. Trời ơi, gì mà 30 tuổi chưa có mối tình nào hết là sao? Chứ 30 năm nay làm gì ở đâu? Tại vì thứ nhất là em là kiểu người kiểu nghiêm túc trong việc tình cảm. Cấp 3 em nghĩ là cái có thích, thích là có thích thôi, không có nói cho bạn đó biết. Không lo được cho bạn gái, như vậy thì sẽ làm mất thời gian cũng như là nhiều khi làm khổ bạn gái. Sau khi lên đại học thì cái chuyên ngành đặc thù của em về chuyên ngành kỹ thuật nên đa số cũng là nam. Xong rồi đi làm đến giờ thì cả văn phòng cũng là nam cả. Em muốn là quen là xác định, xong rồi tiến tới tiến xa một người. Một người là cuối cùng và mãi mãi luôn. Một người là cuối cùng và mãi mãi luôn. À, coi như là em chỉ muốn cuộc đời em là quen một người một, dạ, là cưới một vậy. Người một là kiểu vậy. Có nghĩa là em nghiêm túc để giữ gìn cái là trong trắng trinh nguyên của em đó.
đúng không? Cũng thế là vậy. Ờ vậy đi cho nó rõ ràng. Đến thời điểm này mà có một cái bạn mà nuôi một cái ý tưởng như vậy thì một tràng pháo tay rất là tuyệt vời, đúng không? Và một phần quan trọng nữa là cái lúc mà mình quen biết, gọi là cái phần tình phí á, là của bản thân em chứ không có cái phần hỗ trợ của gia đình. À, nghĩa là mọi thứ là bắt đầu vô con đường tình yêu là có trăm lần vui có dạng lần sầu, gì là tiền em lo hết. Dạ đúng, đúng rồi. Đúng chưa? Dạ đúng hay rồi. Quá. Bây giờ cho tôi hỏi là lấy vợ về để làm gì ạ? Lấy vợ về là hiện tại em đang có một số vốn, em hiện đang muốn là kinh doanh cái gì đó, nhưng mà một mình em thì không thể mà lo cái việc mà vừa là công việc hiện tại của em vừa kinh doanh nữa, thì em muốn bạn nữ sẽ là sẽ phụ em về cái việc kinh doanh, có thể là hai người cùng làm, thì hai người nó sẽ nó khi mà làm tốt hơn một người. Rồi. Nên là em cũng tìm một bạn nữ nhanh nhẹn lanh lợi. Muốn tìm một người bạn gái, một cái người vợ tương lai như thế nào? Ưa nhìn, nhỏ nhắn, kiểu ngoan hiền, không có xăm hình hổ báo quá, không có tóc tai này kia nhuộm màu lèo lẹt. Có nghĩa là xăm sơ sơ được không? Xăm chuột dạ, mèo được không? Xăm nhưng mà ý là xăm nhỏ xăm nhỏ xinh xinh thôi. Bạn gái thì phải lễ phép, tôn trọng người lớn. Khi mà quen thì xác định là mình quen với nhau trong quá trình tìm hiểu. Thí dụ như không còn nữa thì cứ nói thẳng với em. Có nghĩa là cứ rõ ràng, cứ nói rõ ràng, chứ đừng em ghét cái kiểu mà khi mà im lặng rồi bỏ qua em làm lì lì, em không chịu được cái có tính đó. Có nghĩa là thích không thích, muốn cái gì đúng phải nói. Kỹ nha, trong tình yêu không được nói từ chia tay. Cứ mà quen nhau mà cứ hở hù hù chia tay là thế nào không chia tay à? Có vũ phu không? Dạ không, em mặc dù chưa có bạn gái nhưng mà em nghĩ em là rất là cưng chiều bạn gái. Tại vì gia đình cha em là cũng rất là thương mẹ. Rồi, ngon lành. Đó là câu chuyện của anh chàng ghế màu xanh. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em tấm chiếu mới. Vẫn chưa có gì luôn. Tấm chiếu mới trải cho cái tấm mền mới bên đây được không? Mới can sơ ben luôn. Tấm mền này cũng mới trải lên chiếu được không? Lý do gì chứ? Kiểu như ví dụ như mà ai mà thích em hay gì, ví dụ như nói thích em hay gì, đang nói chuyện bình thường nói thích em cái tự nhiên biến mất. Em sợ. Vậy cớ làm sao ngày hôm nay tới chương trình vậy ta? Dạ, tìm người yêu ạ. Ví dụ có được người yêu thì chừng nào em mới tính chuyện kết hôn? 25 tuổi em mới kết hôn. Ừ, 3 năm nữa. 3 năm nữa chờ nổi không? 3 năm nữa nhưng mà việc 3 năm là bạn gái chưa biết em thôi. Nhưng mà quen em nghĩ thời gian sẽ rút ngắn lại. Hay, tự tin hay là... Đúng, đồng ý. Mẫu, người đàn ông lý tưởng của em? Là đàn ông, là đàn ông. Chứ không lẽ cái đó dư là gì? Dư. Dư. Dạ em thích trai cao. Rất dư. Cao bao nhiêu à? Tầm khoảng 75 vậy. Rất dư anh Đạt ơi. Rất dư. Mình có thể đi cà keo. Gì nữa nào? Hiền. Hiền rồi. Dạ. Học bác nè. Mặt bác. Chung là thương em là được rồi. Quan trọng cái thương em là được. Dư. Rồi bây giờ hy vọng thì ngày hôm nay nó sẽ cũ chứ để mới hoài cũng kỳ. Rồi bây giờ tới bạn trai ngồi ở ghế màu đỏ nè, tình trường em sao? Em thì có 3 mối tình gọi là khắc cốt ghi tâm. Mối tình đầu tiên là năm em lớp 10 thì em có quen một chị lớn hơn 2 tuổi. Chú cũng mặn quá ha, được. Dạ, chị đấy rất là xinh. Đến một ngày đẹp trời chị ấy hỏi em một câu: nếu ngày mai em ngủ dậy và không tìm thấy chị nữa thì em có đi tìm hay không? Em trả lời là có và chị đi thật. Rồi em có đi tìm không? Dạ có, em tìm mất 4 năm thì em biết được là chị không còn nữa. Chị không còn nữa. Chị không còn nữa là sao? Chị đi Mỹ chữa bệnh và không qua được. À. Sau đó khoảng 5 năm là khoảng 15, 16 thì em đi phượt, em đi tình nguyện á. Em gặp một bạn ở Hà Nội. Hai đứa yêu xa đâu đó được khoảng 6 tháng thì nhạt dần. Cả hai đứa đến tận bây giờ vẫn chưa nói lời chia tay nha. Thì em thấy bạn chụp hình cưới. Chụp hình cưới là chia tay rồi đó. Em lóc bạn hơn 1 năm trời, xong sau đó em cũng mở ra. Tới bây giờ thì tụi em vẫn là bạn bè với nhau bình thường. Tưởng đâu 1 năm trời mở ra bạn có ly dị chứ. Đầu tôi sao tôi nghĩ tôi nhảy xuống bảy tao bà thiệt. Ngồi chỗ này nhiều á, nghe nhiều câu chuyện có mọi người hiểu không? Cái chuyện gì cũng có thể xảy ra trong cuộc đời này hết trơn á. Toàn nghĩ những chuyện hướng tốt đẹp. Rồi mối tình thứ 3. Mối tình thứ 3 là em quen được lâu nhất thì đâu đó khoảng 2 năm rưỡi thì bạn nói là chia tay. Em quan tâm cho bạn, em quan tâm công việc, em quan tâm tới bạn bè xung quanh, mọi người xung quanh, nhưng em bỏ quên một người rất là quan trọng. Mẹ bạn đó. Không, em bỏ quên chính em. Không, em bỏ quên chính em. Em không chăm sóc cho bản thân em. Tóc tai thì xòe xòa, body thì xấu xí. Xấu xí, không thể dục, chỉ biết làm
chỉ biết nấu ăn, chỉ biết cung phụng. Em nghĩ như thế là tốt, nhưng đến một ngày bạn bỏ đi rồi thì em mới thực sự ra là mình quên mình. Chuẩn bị một cái buổi cầu hôn bé bé xinh xinh nhưng mà nó cũng fail. Em tự lên tay em vẽ cái mẫu nhẫn cầu hôn á. Em cũng gửi ra tiệm rồi. Em níu kéo được một thời gian thì bạn cho em biết một cái tín hiệu là đừng, không có hy vọng đâu. Muốn tìm một người như thế nào về ngoại hình, về tiêu chuẩn, yêu cầu có gì đặc nhỏ nhắn một xíu, yêu thể thao. Em chỉ xin bạn một điều thôi, đó là lý do có hai con này ở đây. Là tụi con trai tụi anh á không thể hiểu được lúc tụi con gái tụi em giận đâu. Anh cũng không cần nhất thiết là mỗi lần em giận em phải chạy đến và nói anh ơi em đang giận anh đó, anh xin lỗi em đi. Em chỉ cần cho anh một cái tín hiệu thôi cũng được. Một cái tín hiệu thôi cũng được. Rồi, đồng ý. Rồi, bây giờ tới chị đó chị. Không anh, rồi em là chị. Cô gái mùa đông. Thiệt ra là cũng chưa có gì chính thức anh. Em chưa có quen ai được quá 3 tháng. Rất nhiều không? Dạ cũng xém rồi. Cái này là em ế bằng thực lực của anh. Bằng thực lực hả? Thì cũng sẽ có nói chuyện, nhắn tin được. Em cũng không hiểu tại sao câu trước câu sau mà em bắt đầu em gọi ngang là em mình fan luôn. Kì vậy? Sao nóng nảy quá vậy cô gái? Em không bao giờ mà kiểu như đánh ghen hay là làm cái gì sùm mà em trông nhẹ nhàng cái em mình fan luôn. Em gặp ai kể cả đẹp trai hay là giàu có mấy giàu em cũng thấy rất là bình thường. Em không có rung động. Em hãy luôn rung động nhưng đừng tin. Trái tim mà nó khô cằn, nó không rung động thì mình sẽ... chai sàn. Đúng rồi, không nên như vậy. Đó là gọi là xì chết đó. Rồi. Rồi giờ muốn tìm một người như thế nào nè? Tức là gu của em á là mang giày sneaker màu trắng. Dạ, em thích có trắng. Em cảm thấy là cái đôi giày nó quý lắm. Bởi vì một ngày của mình có 24 tiếng đi thì mình nằm ngủ 8 tiếng rồi còn lại là nguyên một ngày trời là mình phải đứng mà mình mang trên đôi giày đó mà. Toàn bộ trọng lượng cơ thể dùng cái đôi giày nó bảo vệ sức khỏe của mình. Mình phải trân trọng cái đôi giày đó. Là yêu cầu người đàn ông đó mà nếu mà đàn ông mà giữ một đôi giày sạch. Dạ có nghĩa là màu trắng thì màu là màu trắng. Anh ấy hay ngồi vậy nè. Đó. Đôi giày lúc nào cũng sạch hết. Không vết bẩn nào hết. Hay sao? Trong một cái môi trường mà em gặp con trai mà xấu múi nhiều quá rồi em không thích nữa. Giờ em thích trai bụng bự. Trời ơi bên đó dư. Trời ơi cũng dằn lắm em ơi. Được. Có mỡ, mỡ, có mỡ. Tưởng cái gì chứ mỡ. Nãy giờ giả bộ lấy gấu bông che cái bụng mình đúng không? Và hài hước nữa. Mình đâu cũng hài hước lắm đó. Hài. Tại vì thường á thì em sẽ không bao giờ là người chủ động làm hòa đâu. Dạ, em là kiểu như thà bỏ lỡ chứ không bao giờ chủ động á. Cũng có giống như chị nói cũng mở lòng ra xong rồi cũng giả bộ yêu cũng giả bộ đau khổ cho nên là mới gọi là quen. Thì thiệt ra em cũng quen mới có 3 ngày à. Lúc đó là kiểu như là hẹn em đi chơi. Cái xong rồi tới cuối giờ bùng kèo. Cái có anh khác rủ em đi cái em đi luôn. Có anh khác rủ em đi cái em đi luôn. Trời. Không vậy là chắc chưa gặp đúng đối tượng em ơi. Dạ không, tại vì em nhìn hay lắm anh. Em nhìn vô là em biết anh này là giống như là cũng không phải là anh nó hẹn mình đi chơi nhưng mà anh nó không phải là người chủ động với lại ấy cái cuộc. Nói chung á là bây giờ em thích một cái người đàn ông á là phải quyết liệt. Dạ. Phải chủ động. Dạ. Đó thì cái đó cũng được, cái đó cũng giống chị đó. Tại vì Cát Tường vẫn luôn luôn nói với mọi người như thế nào. Đương nhiên là bây giờ nam nữ bình đẳng, ai cũng nói câu đó hết trơn. Đương nhiên là chị Tường cũng là một người rất là cá tính, nhưng Tường vẫn thích đàn ông là chủ động. Đàn ông trời sinh ra mình là phải mạnh, là mình phải chủ động. Chốt lại cho hai anh trai ngồi đây hiểu chưa? Dạ. Thích là phải mạnh mẽ, phải chủ động. Dạ. Rồi bây giờ hỏi ý kiến người thân nè. Ưu tiên bên đây trước đi, có ngồi một mình nè. Dạ con chào cô Tường và chú Đạt. Trời ơi, gì vậy con sinh năm bao nhiêu? Dạ con 201 ạ. Trời ơi, bạn trai cô năm 201, con ơi con kêu cô bằng chị đi con. Trời ơi, kêu vậy cô già quá, bạn trai cô bỏ cô á. Dạ con là bạn của Kim Tiên ạ. Dạ thì con muốn hỏi anh đây là khi mà bạn của em cọc thì anh có những hành động nào để giúp cho bạn em bớt cọc được không ạ? Cho anh hỏi là cái thường thường cọc là cái nguyên nhân là lý do tại sao mà đang bình thường vậy mà lại là cọc lên? Dạ cũng có thể là do mất ngủ hay là sau đó kiểu như tự nhiên thôi ạ. Nếu mà bạn gái cọc lên thì anh nghĩ anh là cái người đầu tiên xách xe đi ra trước, xong đó mà mua một cái món trà sữa hay món gì đó bạn gái thích mang về cho bạn gái, chứ không để bạn gái đi ra trước. Là bạn gái đi ra trước thì không biết bao giờ bạn gái nào quay trở lại, nên anh sẽ là người đi trước. Cái cục tích nó sẽ được nuốt trôi xuống theo cái đồ ăn, sẽ dùng lương thực để mà dằn cục cọc lại. Rồi bây giờ con thấy là bây giờ là hai anh này có anh nào hợp với bạn con không?
Dạ con nghĩ là chắc anh Ghế Đỏ. Anh Ghế Đỏ là hợp với bạn con hơn phải không? Dạ. Anh Ghế Đỏ mới 28 tuổi phải không anh? Dạ. Tại mặt hơi già thôi chứ có 28 tuổi à. Anh Ghế Xanh thấy mặt non thì chứ 30 còn á. Khi mà dạ, bạn cọc thì anh Ghế Đỏ giải quyết bằng cách nào? Em sẽ dùng cái cách hèn nhất của hèn em luôn. Nhất. Hèn nhất luôn hả? Bỏ chạy. Không, em ôm. Ghê rồi ta. Ôi còn anh hả? Vợ mà cọc lên nha. Chung là anh tẩy cho một cọc tiền liền. Oh. Căng luôn hết cọc. Còn cọc nữa ha. Là thảy vô cái cọc khăn liền. Dùng gì? Rồi xin mời bên đây mà mời cô ạ. Tôi là mẹ của Hiếu Thành. Nhưng mà thấy thì cũng cũng được. Nhưng mà giờ tùy hai đứa tự tìm hiểu. Được chứ không có gì thắc mắc. Dạ. Thấy cô nào được? Cô Xanh hay là cô Đỏ? Cô Xanh. Theo ý của em á, thì thấy cái bạn này nói thật thì mất lòng. Mà nhưng thấy cái bạn này hình như là cũng hơi ngây thơ một tí. Dạ, quá mà nhưng là thơ. Chân thật thôi thì hai đứa nếu mà thấy được thì hãy cho mình một cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt. Dạ em hôm nay đi theo chung với lại anh Quốc Dũng và Ghế Đỏ. Dạ em thấy là bạn nữ Ghế Đỏ này hợp với lại ông bạn của em hơn. Có nhiều cái nó tương đồng giống như nhau, chẳng hạn như là đi một mình á chị. Hồi nãy bạn có nói là cái tính cách bạn nữ cũng hơi là có một chút thất thường, thì ông anh của em cũng vậy, nhưng mà ổng rất là biết cách kiềm chế này kia, rất là biết cách hòa hợp giữa hai người. Ừ. Nên em mong là hôm nay ông anh của em tới đây sẽ dắt một bạn nữ đi để đi về. Ổng mà buồn lên là ổng cứ lôi tụi em ra ngồi nghe ổng nói không, em cũng mệt mỏi lắm chị. Rồi đó là ý kiến của người thân để chúng ta có thể tham khảo nha. Và bây giờ thì đến lúc quan trọng rồi. Người ta nhảy giờ nó cũng ngứa ngáy trong người lắm rồi. Đúng rồi anh. Nghe tiếng hoài mà không thấy hình. Rồi, mở cửa trái tim. Wow. Sao nè, người ta thích những người đàn ông mạnh mẽ nè. Em xin phép tặng quà. Quà đi. Ngày đầu tiên gặp mặt thì anh có món quà tặng em. Mong em nhận. Nè, anh có món quà tặng Tiên. Món quà gặp mặt. Em có thể mở ra xem món quà đó là gì. Sen. Sen đá. Cái sen đá này thì em hy vọng là các bạn sẽ để ở một cái bàn làm việc hay là cái bàn trang điểm nào đó. Cái chỗ nào mà mỗi ngày các bạn đều phải đến đó đó. Thì mỗi khi mà nhìn thấy cái chậu sen đá này thì nhớ đến người tặng, nhớ đến anh. Phần quà của Tiên thì em thấy cái cây đặc biệt thì nó sẽ to hơn một tí. Thì em có biết tại sao nó lại to không? Dạ, em có biết nguyên nhân không? Tại vì anh đặt cái tình cảm của anh trong đó nhiều hơn. Tôi thích những người đàn ông chủ động. Ngon lành, về chỗ điểm 10. Rồi con này cũng con nặng con nhẹ luôn nè. Không sao đây nè. Cái đó là một con đó cha nội. Ủa gì kỳ, chồng lên vậy luôn hả? Tôi tưởng nó là hai con chồng lên không mà. Wow. Dạ em cảm ơn. Thì như hồi nãy anh nói là con trai bọn anh sẽ không bao giờ biết được khi nào em giận đâu. Chỉ cần cho anh một cái tín hiệu nhỏ thôi. Lộn nó lại đó. Lật ngược nó lại. Mặt này mặt vui nè. Mặt nó buồn đó. Ủa vậy hả? Rồi để buồn vậy hoài luôn hả? Hết rồi em cũng rồi khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì không biết là cảm nhận của các bạn như thế nào. Rồi hai cô gái mình được nhận quà mình phát biểu trước đi. Sao? Phát biểu đi em. Em cảm ơn hai anh vì đã tặng cho em những món quà. Tại em cũng rất là vui khi được nhận những món quà xinh xắn dễ thương giống em vậy. Rồi còn em gái Ghế Đỏ. Như là trước giờ bạn bè em nó nhìn vô em á, nó không có nhìn vô theo kiểu dễ thương như vậy đâu anh. Ừ. Mà nó theo kiểu như là đôi vai gầy mà vác cả thùng Tiger. Đôi vai gầy mà vác cả thùng Tiger. Trời. Dạ. Cắn gì hả? Em nhậu dữ lắm hả? Dạ không, tí ý là em kinh đồ nặng được. Bao nhiêu đồ nặng ba mẹ em để em làm. Wow. Em cảm thấy là em ít người mà biết là em thích mấy cái món bà kiểu cute như vậy lắm. Mà cuối cùng dạ. Em có không? Dạ có. Mạnh mẽ cỡ nào cũng phải yếu đuối thôi. Rồi còn hai bạn nam. Lúc mà mở cửa ra thì em khá bất ngờ. Em không nghĩ là các bạn xinh hơn. Lúc mà em nghe cái giọng em không em còn cái mức em nghĩ là nó xinh hơn cái mức em tưởng tượng. Hào hứng hơn. Hào hứng hơn, phấn khích hơn. Vậy là được rồi. Tới mình nói đi, cơ hội không có nhiều đâu.
Em bị đơ 5 giây. Hai bạn rất là xinh, hai bạn rất là dễ thương. Em không dám nhìn lâu, em sợ bị say. Đô bị em say yếu. Hả? Đô yếu hả? Dạ. Giờ là muốn say rồi đó hả? Sắp thầy đó, hơi chến. Hơi chến choáng hả? À mày biểu diễn văn nghệ đi. Văn nghiết đi. Hát nào cô gái? Quên rồi. Kỳ vậy? Bị bối rối. Thôi bé để đỡ biểu diễn. Cơ hội đã qua rồi. Bây giờ cô bé này nãy giờ nôn nóng biểu diễn lắm nè. Hay là làm gì? Dạ em có nhạc. Mời em, sân khấu đây là của em. Tiến ra phía trước. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this heartbreak. We could be as one and escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. Burns inside me. Burns inside me. Nhận của các bạn trai như thế nào mà sao ngồi im re đứng hình hết trơn vậy? Cho em ly nước chanh em say rồi. Chị đang tính kiếm lấy giấy á. Hay quá hả? Sao? Giờ mình có đáp rồi lại mình có biểu diễn gì không? Bị cứng dạ. Bình thường thì em không có cái tài năng gì hết. Nên những cái như ca hát nhảy múa rồi này kia thì em chỉ thích xem. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở hả? Dạ. Rồi vậy em muốn làm gì? Siêu năng lực của em là ngồi. Hết đất. Xin lỗi là tại vì cái tay của em hôm qua bị tập quá sức. Thôi em đừng có đủ trò đủ kiểu hết á. Mà ở đây em cũng có một món quà nó cũng phù hợp. À vậy hả? Có quà luôn hả? Dạ. Mình có thể sử dụng ngay tại đây luôn ạ. Ồ. À tặng luôn, dạ. Tặng luôn, sử dụng luôn. Anh mở luôn nhé. Dạ vâng ạ. Ồ, quá xuất sắc. Mời em. Wow. Bây giờ hít đất không được thì mình nhảy dây được. Đó. 30 cái bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Rồi, hiểu chưa? Ngon lành, được. Rồi giờ em làm gì đây? Khỏe khoắn. Một cái đoạn hát nhỏ gửi tới bạn gái à. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ mang gì tiếp mang gì nè, mang gì mà ho quá vậy? Anh sẽ mang em run quá. Ho gà tới cho em hay gì? Anh sẽ mang tiếp. Anh sẽ mang niềm hạnh phúc, mang yêu thương đến em mỗi ngày. Hết ạ. Hai rồi, bây giờ là tiết mục biểu diễn đã qua, bây giờ chúng ta trò chuyện để tìm hiểu em nhau một chút xí. Em cũng có một món quà. Món quà rồi à. Nhanh chứ để em ngồi tưởng hồi đem về luôn chứ. Rồi. Dạ em có một món quà gửi tặng anh. Cảm ơn. Dạ. À cũng là khá là trùng hợp đó mọi người. Dạ đây. Cái này là cây quên luôn cái hoa rồi. Mang ý nghĩa là gửi anh những lời hạnh phúc và bình yên. Rồi
Bây giờ chúng ta trò chuyện với nhau một chút xíu rồi chúng ta sẽ quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không nha. Thì các bạn nghĩ sao nếu mà người bạn trai của mình hoặc là bạn gái của mình mà vẫn liên lạc với cái người yêu cũ thì mình có đồng ý chuyện đó hay không, mà mình sẽ xử lý như thế nào? Hai người có tình trường nói trước đi, hai bé trong trắng chiếu mền nói sao? Rồi em nói trước. Còn nếu người cũ với là bạn bè giống như em và bạn ở Hà Nội đi thì tụi em vẫn mày tao như xưa, nó rất là bình thường luôn. Người yêu cũ vẫn có thể là bạn. Rồi mời em. Em cũng vậy luôn ạ. Như là bình thường thôi đúng không? Dạ em thấy rất là bình thường. Bình thường chứ không có ghen tuông hay là gì hết. Tại vì xác định là bạn hai người này còn non nớt quá đây nè, lão làng đây nè. Người yêu cũ sao nè? Để em xíu. Thì về vấn đề đó em cảm thấy nếu như hai người mà ở một giới hạn là bạn bè thì em sẽ không nghĩ gì. Nhưng mà đi quá mức hết giới hạn, ví dụ như là người yêu cũ nhắn tin cho anh à kêu anh chở đi giúp rồi các kiểu thì em thấy khó chịu. À trước đó hai người có tình cảm với nhau, quen nhau rồi, sau thì nếu mà nhắn tin như vậy giống như kiểu mà tình cũ không ngủ không tới. Đúng rồi, người ta ông bà có cái câu đó. Dạ nên hạn chế. Gõ gạt. Gõ gàng gạt gọt. Cái quan niệm của em là nếu mà làm bậy với người yêu cũ vẫn được, quan trọng là làm sao em khẳng định được với anh là hiện tại là bạn trai của em, còn người kia chỉ là người yêu cũ thôi. Còn một khi mà bạn gái đã muốn quen một ai khác thì không chỉ là người yêu cũ mà có thể là một người nào đó mới chẳng hạn, thì cuối cùng thì bạn đã có một cái hướng là ra ngoài khác rồi, không còn có hướng về em nữa, thì em nghĩ cũ mới gì cũng nguy hiểm như nhau, nó cũng như nhau thôi. Đấy. Nói chung là được. Rồi. Bây giờ sẽ đến đoạn thử cảm xúc. Thử cảm xúc. Mời hai bạn trai có thể bước qua bên kia, xin phép nắm tay các bạn gái 30 giây, muốn nói gì nói, không nói thì cũng về chỗ, rồi chúng ta chuẩn bị bấm nút. Xin mời. Ai đi trước? Mời bạn cái đỏ. Đỏ. Em nhắm mắt lại đi. Em đang nghĩ gì? Trời ơi, Duy đang truyền nội công nha, không nói gì sao? Anh đang nghĩ là tối nay mình có thể đi đâu chơi. Em đoán được anh đang muốn đưa em đi đâu không? Chưa đoán ra luôn. Cái khúc này chương trình có thể phụ đề cho tôi hai người đang nói gì không à? Hay là chưa? Hết 30 giây rồi. Về chỗ em. Dạ. Đây là môn phái gì nữa đây à? Bình thường nữa anh sẽ phép nắm tay được không? Hai tay. Em có thấy gì không? Em có cảm giác gì không? Thấy nóng. Anh ngược lại anh thấy bàn tay em rất là lạnh. Anh có một điều muốn nói với em thôi. Thì em là tên Tiên đúng không? Dạ. Thì có điều trùng hợp là anh cũng đang có, anh có một em gái ruột cũng là tên Tiên. Nếu mà em về với đội của anh á thì nhà mình sẽ có hai Tiên. Sống Tiên. Sống Tiên. Và sau đó là anh hy vọng là sẽ cùng em sẽ có được ba Tiên nữa, nhà mình sẽ có được năm nàng Tiên. Nhà mình sẽ có được năm nàng Tiên. Nên là anh sẽ chờ cái tín hiệu của em. Chính bản quyền á. Rồi, xin mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Mỗi chiếc ghế có hai cái nút bấm. Nếu như mình muốn bấm chọn bạn nào thì sau cái hiệu lệnh của anh Đạt mình sẽ bấm mạnh vào nha. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Sweet Couple nha. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Phần quà của Tiên thì em thấy cái cây đặc biệt thì nó sẽ to hơn một tí. Thì em có biết tại sao nó lại to không? Dạ, em có biết nguyên nhân không? Tại vì anh đặt cái tình cảm của anh trong đó nhiều hơn. 4 Con trai bọn anh sẽ không bao giờ biết được khi nào em giận đâu. Chỉ cần cho anh một cái tín hiệu nhỏ thôi. Ít người mà biết là em thích mấy cái món bà kiểu cute như vậy lắm. Ba. Anh có một em gái ruột cũng là tên Tiên. Nếu mà em về với đội của anh á thì nhà mình sẽ có hai Tiên.
sống tiền. À sống tiền, và sau đó là anh hy vọng là sẽ cùng em là sẽ có được 3 tiên nữa, là nhà mình sẽ có được 5 nàng tiên. 2. Một và bấm. Bấm đi à. Hết thời gian. Hết thời gian. Và xin chúc mừng có một cặp đôi ngồi ở hai chiếc ghế màu đỏ đã trở thành một cặp đôi. Trước tiên là phỏng vấn bạn gái này xíu, tại sao em không bấm nút? Dạ, tại vì em nghĩ là em còn nhỏ so với những suy nghĩ của anh. Với lại anh hiện tại anh đang còn một mối quan hệ mà để tiến tới hôn nhân. Dạ, tiến tới hôn nhân thì em nghĩ là em không phù hợp với em. Là muốn yêu cái đã, cho biết dạ, yêu với người ta cái đã, đúng chưa không? Biết gì hết trơn. Đồng ý, đồng ý. Chúc mừng các bạn. Rồi, hai em đứng chính giữa, hai em là nhân vật chính á, nắm tay nhau đi hai bạn. À, hôm nay thì mọi người ở trường quay cũng như là mọi người đang theo dõi chương trình sẽ chúc phúc cho hai em. Thật ra đây chỉ là bước khởi đầu thôi. Ơ chết cha, vậy bữa nay chị cũng có 50% cơ hội lấy chồng. Trời ơi, đúng rồi, quay về lại. Yeah. Hay quá Tường ơi, vậy là chị vẫn chị vẫn 50. Chị vẫn 50. Trời ơi, may quá, tưởng đâu ế rồi chứ. Còn em á, em phá hỏng 50% của chị Tường rồi. Cũng thay mặt chương trình chúc cho hai em sẽ có những cái thời gian hẹn hò tìm hiểu nhau thật là vui. Rồi bây giờ hai bạn hãy hôn nhau một nụ hôn kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Wow. Cho nó lên trán. Kính thưa quý vị, và cặp đôi bấm nút thành công, chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ, đó là gói premium của ứng dụng hẹn hò Speed Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có chứa MSG, không có chất bảo quản. Tặng em. Dạ, cảm ơn chị em. Về nấu hủ tiếu ăn. Rồi. À. Và đối với cặp đôi thất bại, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speed Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, các bạn cũng được tư vấn bởi ông Mai và mối rất là duyên dáng nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speed Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speed Couple, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.